Xin chào, hôm nay sẽ là video thách thức độ gan dạ của mọi người. Mình dám chắc hơn 90% người trên thế giới sẽ khóc thét khi phải thử những món ăn thuộc hàng kinh dị nhất thế giới này. 1. Súp dơi nấu với hoa quả ở châu Á, nghe tên là muốn nổi da gà rồi. Ở nhiều quốc gia, người ta cho rằng, con gì chuyển động được thì cũng sẽ làm thịt được. Chính vì vậy, món súp dơi nổi danh tại nhiều đất nước như Campuchia, Palau hay Guam ra đời. Tại nhiều nhà hàng địa phương, nhân viên phục vụ sẽ mang ra một lồng dơi sống với những con dơi khốn khổ đang kêu gào đòi trả tự do. Nếu gan bạn đủ lớn để ăn thịt dơi sống, người ta sẽ chế biến nó ngay trước mắt bạn, bao gồm cả các khâu dã man như cắt tiết, lột da. Còn nếu bạn muốn ăn chín, đầu bếp chỉ đơn giản thả con dơi đang vùng vẫy vào nồi nước đun sôi để nấu cháo. Các gia vị như gừng, hành, muối, tiêu sẽ được thêm vào sau. Đợi thêm một lát, con dơi sẽ được vớt ra và lột da. Tất cả phần thịt và những phần khác được cho vào bát trừ xương. Khi cháo đủ chín, người ta sẽ đổ cháo vào bát, thêm chút hành, dầu hào và kem dừa. 2. Chuột bao tử sống, sangjie, món ăn sangjie của Trung Quốc còn được biết với cái tên ba tiếng thét. Đây là món ăn được đánh giá là kinh dị và tàn bạo nhất trong số những món ăn kinh dị nhất thế giới. Nguyên liệu chính của món ăn sangjie là những chú chuột non đỏ hỏn mới sinh, còn chưa kịp mở mắt để chào ông mặt trời. Những con chuột non này được cho ăn mật ong để thịt chúng trở nên ngọt, sau đó để sống nguyên ngoe ngoẩy trên đĩa. Cái tên sangjie ba tiếng thét có nguồn gốc từ việc người Trung Quốc cho rằng khi dùng đũa chạm vào những con chuột để gắp chúng lên, chúng sẽ bị hoảng sợ và thét lên tiếng thứ nhất. Khi bị nhúng vào bát nước sốt, chúng sẽ thét lên tiếng thứ hai. Tiếng thét cuối cùng thể hiện sự hoảng sợ tột cùng của chú chuột non vừa mới chào đời là khi chúng được đặt vào miệng người ăn. Sau tiếng thét này, chú chuột sẽ chết hoàn toàn và nằm gọn trong miệng thực khách. Món ăn này rất được các vị hoàng đế nhà Thanh và cả Từ Hy Thái Hậu ưa dùng vì nó được đồn và thổi rằng làm tăng cường sinh lực cho cả nam lẫn nữ, tăng khả năng giường chiếu. 3. Não kỹ. Nếu bạn vẫn chưa cảm thấy đủ kinh dị, thì tiếp tục nghe mình trình bày món ăn có mặt trong bữa tiệc xa xỉ mà Từ Hy Thái Hậu dùng để chiêu đãi sứ thần nước ngoài. Nhiều người tin rằng phần não của kỹ là phần ngon nhất. Có nhiều chất dinh dưỡng giúp đầu óc trở nên đặc biệt thông minh. Đặc biệt, não kỹ càng tươi thì càng có giá trị cao. Con kỹ tội nghiệp sẽ bị trói thẳng đứng, phần đầu được đỡ trong một cái khung, hai miếng gỗ hình bán nguyệt đặt hai bên sao cho phần não lộ ra, lông phía trên đầu được cạo sạch. Người ta sẽ sử dụng một chiếc đục nhỏ và một chiếc búa rồi nhanh chóng lấy đi miếng xương sọ, để lộ phần não vẫn còn dính máu ra ngoài. Người ăn sẽ dùng một chiếc dĩa múc trực tiếp để ăn. Đặc biệt, phải ăn nhanh trước khi con kỹ chết. Để tăng thêm hương vị, một số người sẽ cho thêm chút dầu ăn và gia vị, điều này làm cho con kỹ trở nên đau đớn tột cùng. Mặc cho người ăn vui sướng tận hưởng hương vị của não tươi bên trên, phía dưới là tiếng hét thống khổ của con kỹ trước khi chết. Tuy nhiên, sự đau đớn ấy lại làm tăng thêm phần phấn khích cho thực khách thưởng thức. Có ai ở đây thích bún sinh tố không? Vậy bạn có dám thử món ăn thứ tư này không? Món sinh tố ếch tươi sống của đất nước Peru, cách chế biến món sinh tố ếch tươi có 102 này khá là ghê. Người chế biến phải chọn những chú ếch bắt ở hồ Titicaca nổi tiếng. Chúng được thả trong các bể kính cho tới khi khách hàng tới lựa chọn. Sau đó, ếch tươi bị lột ra và trộn cùng nhiều loại nguyên liệu khác nhau khi đưa vào máy xay. Để giảm mùi tanh, người chế biến cho nhiều nguyên liệu như nha đam, mật ong, rễ cây aden và rượu để tạo thành món sinh tố. Món này dù sao cũng đỡ ghê hơn, nếu bạn không biết gì thì vẫn có thể thưởng thức ngon lành. 5. Phô mát giòi của Ý. Đây là một loại phô mát truyền thống của vùng Sardinia, chắc chắn không phải dành cho người yếu tim. Để làm được món cashew marrou này, những người dân nơi đây phải làm món phô mát pecorino nổi tiếng trước và cho chúng lên men bởi loài ruồi tiofila, một con ruồi cái tiofila có thể đẻ được hơn 500 trứng. Vì thế, khi ăn loại phô mát cashew marrou này, thực khách vẫn thấy những ấu trùng ruồi dòi bò lúc nhúc với cả hàng ngàn con ngoe ngoẩy. 6. Sanaki, bạch tuộc sống của Hàn Quốc. Khi có thực khách gọi món, các đầu bếp mới bắt bạch tuộc còn sống trong hồ và chuẩn bị món ăn. Các xúc tua bạch tuộc còn đang ngo ngoe liên tục sẽ được các đầu bếp nhanh chóng tẩm ướp gia vị rồi mang ra phục vụ khách ngay lập tức. Khi ăn, thực khách thường được nhắc nhở nhai ngay trước khi xúc tu dính vào vòng họng. Nếu để chúng dính vào, bạn có thể bị ngạt thở và điều này rất nguy hiểm đến tính mạng. Sanaki rất được nhiều người Hàn Quốc ưa thích bởi hương vị tuyệt vời của thịt bạch tuộc tươi. Nhiều người nói rằng, khi thưởng thức món ăn này ta có cảm giác như những chiếc xúc tu bạch tuộc đang tự động bò trong vòng họng. Nếu không phải là người Hàn và quen thưởng thức món ăn này, thực khách rất dễ bị nghẹn khi dùng. Ở một số vùng miền Việt Nam, có những món rất bình thường với người Việt, nhưng lại kinh dị so với các du khách nước ngoài, như món đuông dừa sống chấm nước mắm mặn, món tiết canh tươi, và cả món hột vịt lộn. Làm video này xong mình cũng muốn nổi da gà luôn, ám ảnh hình ảnh con khỉ bị mút não tươi. Các bạn ủng hộ mình một like để an ủi mình với. Cảm ơn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.